đồng đó các bạn ơi. Đó, bạn thấy vịt chạy đồng. Đây hôm nay mới còn chưa lên này. Tầng theo qua tầng trên đây, ở đây là còn một nhóm nữa này. Ê, bạn thấy ở đây cảnh rất là đẹp ha. Đấy. Đó, gì đó đó đó. Thank you.
ngay tại đầu cầu Mỹ Trung, giá phù hợp với mức thu nhập của bà con. Chợ đêm tối nay tại đầu cầu Mỹ Trung sẽ đáp ứng một phần thiết về vật chất.